influenced you most in your career? Xin ngài nói cho khái quát về lịch sử Việt Nam và cho biết những nhân vật nào đã ảnh hưởng đến ngài nhất. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Lịch sử chúng tôi từ vua Hùng, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lịch sử vô cùng vĩ đại. Dân tộc Việt Nam chúng tôi trong quá trình lịch sử của mình luôn luôn phấn đấu để giữ nước và dựng nước, luôn luôn hướng về phía trước và ngày nay hướng về những chương trình mới. Để câu hỏi nhân vật nào trong lịch sử đối với tôi có ảnh hưởng nhất thì tôi cần nói là gần đây thế giới đã kỷ niệm 600 năm năm sinh của Nguyễn Trãi. Đó là điều tốt. À, tôi chắc rằng sắp tới chúng tôi sẽ có cơ hội giới thiệu những nhân vật khác để dư luận quốc tế hiểu biết hơn lịch sử của chúng tôi. Could you say something about your recollections of the French colonial period, your education, experiences in the nationalist movement? Xin ngài kể lại ký ức về thời gian tiếng Pháp, thời kỳ ngài tiếp thu sự giáo dục và những tiếp xúc đầu tiên với phong trào dân tộc. Tôi bắt đầu hoạt động cách mạng, hoạt động yêu nước từ lúc ở nhà trường. Và tôi đã tham gia vào cái tổ chức thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì ở đây phải nói rằng là lúc bây giờ người thanh niên Việt Nam đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội. Và đây là cũng là con đường tất yếu của nhân dân Việt Nam. Và đây cũng là con đường của nhân dân nhiều nước khác ở trên thế giới. Could you say something about your prison experiences? We know that you were for a long time Poule Fondor. What the conditions were there during the 1930s, and some of the recollections of how your fellow prisoners and revolutionaries endured the imprisonment there. Xin ngài kể lại những điều xảy ra trong tù. Xin ngài miêu tả điều kiện con đào những năm tháng tù và những ký ức về các nhà cách mạng khác từ lực tù đầy đó như thế nào. Tôi phải nói rằng là nhà tù con cũng như bao nhiêu nhà tù khác chúng tôi lúc bây giờ là những chủ nghĩa thực dân Pháp đầy ải và giết hại không biết bao nhiêu chiến sĩ cách mạng của chúng tôi. Nhưng cũng phải thấy cái mặt khác, nhà tù là một cái trường học, là một cái nơi rèn luyện về mọi mặt người chiến sĩ cách mạng. Tôi cần kể lại với các bạn một cái ký ức rất hay. Ở Côn Đảo, trong cái điều kiện rất là nghèo ngặt, thì chúng tôi có toàn bộ tác phẩm của Lenin do nhà bưu điện của Côn Đảo nhận hộ cho chúng tôi và chuyển đến cho chúng tôi qua những người gác ngục có cảm tình của chúng tôi. Ở Côn Đảo thì như nhiều người biết thì cùng sống với chúng tôi có Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Nguyễn Duy Trinh, đồng chí Lê Thanh Nghị, đồng chí Hoàng Quốc Việt và nhiều người khác. Could you describe your first meeting with President Ho Chi Minh and your first impression of meeting Ho Chi Minh? Xin ngài miêu tả cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảm tưởng của ngài về người. Về cuộc gặp đầu tiên của tôi với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là trong cả quá trình lâu dài cùng sống
cùng hoạt động cách mạng, thì tôi có những ấn tượng cực kỳ sâu sắc, không bao giờ quên được. Thì ở đây tôi chỉ nói vắn tắt mấy điều. Chủ tịch Chu Nhân Minh là một con người mà toàn bộ đời sống và đời hoạt động đều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, cho lý tưởng cách mạng. Ngoài ra không có gì khác. Trong hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan trọng sự đoàn kết trong hàng ngũ của Đảng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân và trong đoàn kết quốc tế. Một điều nữa cũng cần nói là Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người lãnh tụ. Lúc hoạt động bí mật, lúc hoạt động trong điều kiện khó khăn, cũng như lúc làm chủ tịch, thì người là một con người rất là giản dị. Giản dị trong đời sống, giản dị trong mọi tình huống, giản dị đối với mọi người. Và đó là cái điều nó biểu hiện cái sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mãi mãi chúng tôi ghi nhớ tất cả những điều đó. Và sau khi Hồ Chí Minh mất, thì chúng tôi cố gắng hết sức để mà thực hiện cái di chúc của người, tiếp tục sự nghiệp của người, hoàn thành những điều mà người đã mong đợi. Could you describe something of the early organization and activities of the Viet Minh? Xin ngài mô tả tổ chức và hoạt động của Việt Minh. Lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Việt Minh ở trên khu Việt Bắc, thì tôi cũng ở đó. Cái điều đáng nhắc lại ở đây là ngay sau khi thành lập cái Mặt trận Việt Minh, thì ở Cao Bằng và các tỉnh biên giới thì phải nói là hầu như toàn bộ nhân dân đã được tổ chức vào các cái hội cứu quốc. Hội cứu quốc của người công nhân, hội cứu quốc của người nông dân, của người phụ nữ, của người già, của người trẻ. Và nhờ cái hoạt động đó, và trong hoạt động đó thì bên cạnh tôi có đồng chí Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí khác nữa, thì chúng tôi thành lập ở Cao Bằng, ở Lạng Sơn, ở Bắc Cạn và một số tỉnh khác nữa ở biên giới một cái chiến khu gọi là chiến khu Việt Bắc. Và đó là cái một cái cơ sở cách mạng rất là quan trọng đưa đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám. Why did the Viet Minh fight against the Japanese? What is it? Why did the Viet Minh fight against the Japanese while so many other nationalist movements in Southeast Asia collaborated with them? Tại sao Việt Minh phải đánh Nhật trong khi phong trào dân tộc khác ở Nam Á hợp tác với Nhật? Tôi xin lỗi, đây là một câu hỏi buồn cười, là vì thế này, lúc bây giờ Nhật đã lật người Pháp và đô hộ đất nước chúng tôi, cho nên nhất định chúng tôi phải đánh Nhật. Could you give your recollection of the August Revolution and the famine that was raging in Vietnam at that time? Xin ngài nói cho ký ức về cái mùa tháng 8 và nạn đói đang hành hạ Việt Nam lúc đó.
Về cái mạng tháng 8 thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sự kiện chính trị cực kỳ quan trọng trong lịch sử chúng tôi. Đây là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, một trong những cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đầu tiên trên thế giới. Nó mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử đất nước chúng tôi. Kỷ nguyên đưa đất nước chúng tôi đi từ cách mạng dân tộc dân chủ lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cho nên là chúng tôi rất quan trọng, rất là quý trọng cách mạng tháng 8. Còn về nạn đói, năm ấy thì phải nói với các bạn rằng đây là cái điều tất yếu dưới chế độ thực dân Pháp. Đói là cái tai nạn thường xuyên trong nhân dân Việt Nam. Và khi có những thiên tai nghiêm trọng thì nó có thể làm chết hàng triệu người như hồi tháng 8 mà ông bà anh vừa nhắc lại. Could you describe Vietnam's relations with the Allies during the period immediately after World War II? Xin ông miêu tả quan hệ giữa đồng minh và Việt Nam trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ở đây tôi không có gì nhiều nói. Nhưng có một cái chuyện tôi cần kể lại. Lúc chúng tôi hoạt động ở chiến khu Việt Bắc thì chúng tôi có cơ hội cứu được một người phi công Mỹ tên là William Self. Máy bay của lão ta thì hình như là bị quân Nhật đánh rơi. Chúng tôi cứu nó, chúng tôi đưa nó về cái căn cứ Mỹ gần nhất ở Trung Quốc. Mặc dù như vậy, quan hệ chúng tôi với đồng minh không có gì đáng kể. Bởi cái lẽ các cái nước này là những nước đế quốc, những nước thực dân. Và nếu các ngài chú ý cái gì sẽ xảy ra sau cách mạng tháng 8 thì các ngài sẽ biết tất cả. Could you describe your recollection of Vietnam's entry into Hanoi and Independence Day, Declaration of Independence? Xin ngài nói cho ký ức về Việt Minh và Hà Nội vào ngày tuyên bố độc lập. Thì đó là những cái ngày quang vinh, mà đây là sự nổi dậy với cái khí thế áp đảo tất cả của quảng đại quần chúng nhân dân ở Hà Nội cũng như ở nhiều nơi khác trên đất nước chúng tôi. Và đây là người hội lớn của nhân dân Việt Nam. Nó đem lại cho mọi người những cái phấn khởi không diễn tả được. Thực sự thì không có cái lời nào có thể diễn tả được cái sự vui mừng, cái sự phấn khởi và những cái mong đợi của quần chúng nhân dân trong những ngày lịch sử đẹp đẽ đó. What about the Kuomintang occupation of Hanoi after World War II? What do you remember of that? Xin ngài nói cho ký ức về sự chiếm đóng của quân Quốc dân đảng ở Hà Nội sau chiến tranh thế giới thứ hai. Phải nói đây không phải là một cái quân đội. Đây là những con người có thể nói là đói rách và có thể làm được tất cả những việc xấu xa đối với nhân dân Việt Nam bất cứ ở nơi nào chúng chiếm đóng. Cho nên chúng tôi phải có những cố gắng to lớn, khôn khéo, bền bỉ để cuối cùng tống cổ chúng nó ra khỏi đất nước chúng tôi. You say something about that? Could you describe the negotiations with the French at Fontainebleau and your feelings after the failure and the results of those negotiations? And what hopes were there for the negotiations after Fontainebleau? Xin ngài miêu tả cuộc đàm phán với Pháp ở Fontainebleau
những cảm xúc khi đàm, sau khi đàm phán thất bại, và ngài có hy vọng đàm phán nữa sau khi hội nghị Cotonou hay không? Ở đây tôi chỉ cần kể lại với các bạn một câu chuyện. Lúc bắt đầu hội nghị thì trưởng đoàn của Pháp Marc-André nói với tôi như thế này: chúng tôi chỉ cần một cái chiến dịch cảnh sát bình thường trong 8 ngày để quét sạch cả. Thì tất nhiên nói như vậy thì không còn gì đàm phán. Nói như vậy tức là bọn thực dân Pháp, và nghĩa là lúc bây giờ muốn chiến tranh, và họ nghĩ rằng là chiến tranh sẽ đem lại cho họ cái điều họ mong muốn. Thì tôi nghĩ nói như vậy đủ, không cần nói nhiều nữa. Và quả nhiên sau đó không bao lâu thì chiến tranh sẽ bùng nổ. Nó không diễn ra trong 8 ngày như Marc-André nói, nó diễn ra 9 năm, và nó kết thúc bằng chiến thắng vang lừng Điện Biên Phủ, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân Pháp và của chủ nghĩa thực dân nói chung khắp nơi trên thế giới. Could you describe the Geneva Conference of 1954? Why did you decide to negotiate at that time, the development of the conference and the results? Xin ngài nói cho về hội nghị Geneva năm 1954. Tại sao ngài quyết định đàm phán thời gian đó, diễn biến và kết quả của hội nghị? Ở đây có nhiều chuyện để nói. Trước hết là tôi cần nói ngay rằng hội nghị Geneva mở ra ngay sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ. Và điều này có nghĩa là cái chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần quyết định vào thành công của hội nghị Geneva. Tại hội nghị, đại diện các nước phương Tây quan hệ mật thiết với nhau, điều đó là tất nhiên. Nhưng điều cần đáng chú ý ở đây là đại diện của Trung Quốc cũng hợp tác với họ để mà có những hành động không tốt đối chúng tôi. Và điều này đã được chứng tỏ trong cuốn sách của François Joyeux mà các ngài chắc đã biết. Còn về nội dung của hội nghị thì có hai vấn đề. Một là vi tuyến tạm thời giữa hai miền, và ngày, cái ngày của cuộc tổng tuyển cử để thống nhất Việt Nam, nước Việt Nam. Thì hai vấn đề này liên quan mật thiết với nhau, thì điều này rất rõ. Ở đây cũng có một điều cần nhấn mạnh là thái độ của Mỹ. Thì mọi người đều biết là Mỹ phản đối hội nghị và cố gắng phá hoại hội nghị. Và lúc hội nghị đạt được kết quả thì Mỹ không ký vào cái hiệp định. Thì điều này sẽ giải thích những việc làm của Mỹ sau này. What was in fact the role of China at the 1954 Geneva Conference? Thực sự vai trò của Trung Quốc trong hội nghị Geneva năm 1954 là gì? Cái vai trò đó là phối hợp với các nước phương Tây để chia cắt lâu dài nước Việt Nam. Đó là một cái âm mưu rất rõ rệt và rất rất thâm độc. Và về cái âm mưu này thì chúng nó còn cố gắng thực hiện, và chúng tôi biết rất rõ
In your view, why were the 1956 elections cancelled? Theo ngài, vì lý do gì mà tuyển cử năm 1956 không được tổ chức? Thì cái lý do là cái điều tôi mới nói với các bạn đấy. Sau Hiệp nghị Geneva thì Mỹ đẩy Pháp ra khỏi miền Nam, đưa Ngô Đình Diệm về lập cái chính phủ ở miền Nam. Và Ngô Đình Diệm là một con người rất ghê gớm, rất phản động, rất tàn bạo. Nó dùng những thủ đoạn vô cùng tàn ác để mà đàn áp phong trào cách mạng, cái cuộc đấu tranh đòi thống nhất nước Việt Nam theo Hiệp nghị Geneva, nghĩa là tháng 7 năm 1956. Thì đó là một cuộc chiến đấu, đó là một cuộc chiến đấu cực kỳ là gian khổ. Đồng thời phải nói thêm một cái điểm nữa, Ngô Đình Diệm với sự ủng hộ và giúp đỡ của Mỹ còn có tham vọng là tiến quân ra miền Bắc. Và như vậy đó thì rõ ràng là âm mưu của đế quốc Mỹ là phá tổng tuyển cử và chuẩn bị để mà tiến đánh miền Bắc. Tôi nghĩ, je pense que la question ne se pose pas. Se pose pas pourquoi la France à cette époque-là, elle sait qu'elle ne peut pas rester. Elle sait qu'elle doit s'en aller. Alors, elle cède d'une façon très, très volontiers ça la place aux Américains. Elle s'en va. Về Diệm thì tôi không có gì nói thêm. Còn về về Nhu đó thì tôi biết rõ cái hoạt động của Nhu. Và ở đây là chắc là ông bạn muốn nói đến một cái bài trò của Nhu nhằm uy hiếp Mỹ, nhưng mà chúng nó tính nhầm. Không bao giờ đại tớ có thể chơi trội hơn thầy, cho nên là cuối cùng người Mỹ đã thu tiêu hai anh em họ Ngô. What was your view of the situation in the South after Diem's assassination and the background to the so-called Tonkin Dolphins? Xin ngài nói cho về tình hình miền Nam sau khi Diệm giết và bối cảnh dẫn đến cái gọi là sự kiện bị Bắc Bộ năm 64. Chủ yếu tôi nói về sự kiện tỉnh Bắc Bộ. Ai cũng biết đây là một cái cớ chính phủ Mỹ bày ra để mà thuyết phục Quốc hội Mỹ, thuyết phục dư luận Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhất là dùng
các cái loại bom đạn để đánh phá, để tiêu diệt miền Bắc. Thì ở đây cần nhắc lại một cái lời nói của tướng của Chúa Suleiman nói rằng là họ sẽ đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng rõ ràng là họ đã nhầm to. Cái cuộc đánh phá miền Bắc với tất cả những cố gắng và những tàn bạo của đế quốc Mỹ chỉ làm cho nhân dân miền Bắc càng kiên cường, càng tăng cường cái sức chiến đấu để chống lại và chiến thắng. Ở đây tôi cần nhắc với các bạn một cái câu chuyện là ngày mùng 4 tháng 8 năm 1948 hồi buổi chiều 1964 hồi buổi chiều thì tôi ở Quảng Ninh, đột nhiên tôi thấy một cái đội máy bay từ ngoài khơi bay vào vùng mỏ, tiếp sau đó là có cuộc đánh nhau đầu tiên giữa phi công Mỹ, giữa máy bay Mỹ và phòng không Việt Nam. Thì sau đó máy bay Mỹ bị hạ và chúng tôi bắt được một người giặc lá, và chúng tôi đã gặp cái người giặc lá đó trước khi về Hà Nội. Nó tên là Everett Alvarez. Đó là người giặc lá đầu tiên ở Việt Nam. Thì cái cuộc đánh phá này nó tiếp diễn trong nhiều năm, và như tôi vừa nói đó, nó đòi hỏi nhân dân Việt Nam chúng tôi càng kiên quyết, càng tăng cường lực lượng, càng đẩy mạnh cái cuộc kháng chiến mình về mọi mặt. Thì ở đây cái điều có ý nghĩa quyết định là chúng tôi đã mở một con đường mà mang cái tên rất đúng là con đường Hồ Chí Minh, đến một nối liền miền Bắc với miền Nam. Và tất nhiên là phía Mỹ đã dùng tất cả các thủ đoạn của họ để mà ngăn chặn cái con đường này, nhưng mà tất cả thủ đoạn này đều đã thất bại. Con đường Hồ Chí Minh ngày càng phát triển trở thành một hệ thống đường sá để vận chuyển vũ khí, đạn dược, quân trang, và để đưa hàng vạn chiến sĩ Việt Nam đi chiến đấu ở miền Nam. Một cái điều cần chú ý nữa là cái con đường này nó không chỉ nối liền miền Bắc với miền Nam Việt Nam, mà nó còn nối liền Việt Nam với Lào và Campuchia. Và như vậy đó, nó gắn bó cuộc chiến đấu của nhân dân bán đảo Đông Dương vì chống kẻ thù chung, vì mục tiêu chung. Và cái con đường này nó góp phần quan trọng vào cái sự lớn mạnh của cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, của nhân dân bán đảo Đông Dương đi đến thắng lợi và thắng lợi cuối cùng. Đây là cái cuộc tiến công hòa bình của chúng tôi
Và điều này chứng tỏ là cái thiện chí của chúng tôi. Và tất nhiên là đây là những cái điều hợp tình hợp lý. Nhưng mà ai cũng biết rằng là những điều này không được chấp thuận. Bởi vì lúc này là lúc phía Mỹ đừng muốn tăng cường chiến tranh, đừng muốn leo thang chiến tranh, hòng giành cái thắng lợi trong cuộc chiến tranh. What were the political objectives and the result of the 1968 debt reduction? Xin ngài nói mục tiêu chính trị và kết quả tổng tiến công Tết năm 1968. Đây là một sự kiện quan trọng. Nó đánh dấu một sự phát triển mới của chiến tranh, của cuộc kháng chiến của chúng tôi. Nó gây ra một cái sự giật mình trong dư luận nước Mỹ, mà sự thức tỉnh trong dư luận những người tiến bộ. Và rõ ràng là cái thắng lợi này đối của chúng tôi là một cái thắng lợi quan trọng về mặt chính trị và tâm lý. Nó mở ra những triển vọng tốt đẹp cho cuộc kháng chiến của chúng tôi. Xin ông miêu tả bối cảnh nào đã đưa đến thỏa thuận để khởi đầu cuộc đàm phán hòa bình tháng 4 năm 1968? Chính cái cuộc tiến công mà tôi vừa nói đó, nó đưa lại cái tình hình làm cho phía Mỹ phải ngồi lại để đàm phán. What was the impact of President Ho Chi Minh's death on the nation and on the Prime Minister personally? Ảnh hưởng của sự qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc và với riêng ngài. Đây là một cái sự đau đớn. Không có lời nào diễn tả được. Đối với dân tộc Việt Nam cũng như đối với bản thân tôi. Nhưng đối với chúng tôi thì cái vấn đề không phải là đau thương hay là chỉ là đau thương. Cái vấn đề là làm thế nào kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững đoàn kết, tiếp tục và đẩy mạnh cuộc chiến đấu để đi đến thắng lợi, thực hiện cho bằng được những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, nhất là cái bản di chúc thiêng liêng của người. Was any change anticipated in the replacement of the Johnson administration by the Nixon administration? Khi chính quyền Mỹ chuyển từ Johnson sang Nixon, các ngài có tiên đoán nào sẽ có sự thay đổi gì không? Mọi người đều biết Nixon là con người như thế nào, mà tôi không cần nói nhiều. Là đối với chúng tôi, đối với cuộc kháng chiến Việt Nam, Nixon là con người của cuộc chiến tranh Việt Nam hóa. Sau khi thất bại chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ. What was the impact of the visits of Nixon to Beijing and to Moscow in 1972 as far as relations with Vietnam were concerned? Ảnh hưởng của chuyến đi thăm ở Tây Khoa, Bắc Kinh, Lý Sơn đối với quan hệ giữa hai nước này và đối với Việt Nam với hai nước này như thế nào? Thì phải nói rằng cái cuộc đi thăm này và ảnh hưởng của nó ở hai nước này là hoàn toàn trái ngược. Ở Trung Quốc tất nhiên là Nixon
thuyết phục được Trung Quốc ủng hộ Mỹ, gây khó khăn cho tôi, cho chúng tôi rất nhiều trong cuộc kháng chiến. Còn ở Moscow thì Nixon gặp phải cái sự khẳng định của sự ủng hộ mạnh mẽ, kiên cường, vững vàng của Liên Xô đối cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Could you give an account of the negotiations in late 1972, including the suspension of the talk and the Christmas, what they call the Christmas bombing, and your own personal reaction to the B-52 bombing? Xin ngài trở lại cuộc đàm phán năm 1972 để tổng duyệt tạm hoãn đàm phán và việc ném bom của UN và phản ứng của ngài với việc ném bom năm 1972 Đây là một câu hỏi quan trọng. Lúc tháng 10 năm 1972 thì tình hình của đàm phán đã đến một cái giai đoạn mà người ta nghĩ rằng có thể kết thúc một cách thuận lợi cuộc đàm phán. Nhưng Nixon có cái ý đồ khác, nó có những cái âm mưu rất là nguy hiểm. Từ đó nó gây ra cái cuộc ném bom bằng B-52 ở Hà Nội và một số nơi khác ở miền Bắc. Và chúng nó nghĩ rằng với cái số máy bay B-52 của nó có khả năng biến Hà Nội thành đống gạch vụn, và như vậy đó thì nó sẽ tranh thủ được lợi thế trong cuộc chiến tranh và trong cuộc đàm phán. Nhưng nó đã lầm to. Could you describe the circumstances which led to the renewal of the talks after the bombing then and the signing of the agreement in Paris in January 1973? Xin ông mô tả hoàn cảnh nào dẫn đến đàm phán lại và bị ký kết hiệp định sau khi ném bom năm 1972? Thì tôi tiếp tục nói là cái cuộc ném bom của chúng nó đã bị thất bại. Và tôi phải kể lại với các bạn biết một cái điều là trong những cái đêm của cái chiến dịch ném bom này, 12 đêm, thì xạ thủ của chúng tôi, các cái loại xạ thủ của các cái súng phòng không của chúng tôi đã chiến đấu một cách vô cùng anh dũng và với những cái hiệu quả rất lớn, và hạ rất nhiều B-52. Thì trong những lúc đó tôi đi gặp những người pháo thủ chúng tôi hỏi làm sao anh em có thể hạ được máy bay B-52 trong điều kiện nó nhiễu rất là ghê. Thì anh em trả lời với tôi rằng là mặc dầu nó có những cái thủ đoạn để mà nhiễu, mà radar khó phát hiện được mục tiêu, mặc dù như vậy đó, những người xạ thủ chúng tôi vẫn phát hiện được mục tiêu và đã phát hiện được mục tiêu B-52 là hạ được, và nó sẽ trở nên những cái đám cháy làm cho vùng trời Hà Nội bừng lửa lên. Và nhân dân đã gọi những cái đêm đó là cái trận Điện Biên Phủ trên không. Và như vậy cuối cùng đó là chúng nó đã thất bại, và các cái bọn lái máy bay B-52 không chịu tiếp tục để ném bom Hà Nội nữa. Thì chính trong tình hình như vậy mà Nixon buộc phải trở lại hội nghị Paris để mà tiếp tục đàm phán.
Could you describe what were the expectations after the 1973 ceasefire agreement was signed and the background to the failure of the agreement afterwards? Xin ngài nói về những hy vọng sau cuộc ngừng bắn năm 2013 và những bối cảnh của việc không thực hiện được hiệp định này. Hiệp định Paris do hai bên ký kết, do bốn bên ký kết, đáng lẽ phải được thực hiện. Về phần chúng tôi sẵn sàng thực hiện với tất cả thiện chí của mình. Nhưng ngay sau khi ký kết, chúng tôi thấy rõ về phía bên kia, phía chính phủ Mỹ, về chính phủ Sài Gòn, thấy rõ chúng nó không sẵn sàng thực hiện. Trái lại, bọn Nguyễn Văn Thiệu lợi dụng cái tình hình là có hòa bình, lợi dụng tình hình đó để mà tăng cường cái sự chuẩn bị, tăng cường cái cuộc chiến tranh, gây những khó khăn rất lớn cho chúng tôi ở miền Nam. Và ý đồ của chúng nó là đẩy mạnh cuộc chiến tranh để mà giành những cái thắng lợi. Thì trong tình hình như vậy, nhất định chúng tôi nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước nhất định phải đánh trả, và chúng tôi đã đánh trả. Could you describe the decision which led to the launch of the final offensive, the spring offensive? Cái cuộc tiến công cuối cùng diễn ra như thế nào thì các ngài đã biết, nhiều sách, nhiều tờ báo đã nói rõ. Ở đây tôi chỉ cần nói một đôi điều là cuộc tiến công đó đã diễn ra rất kịp thời và đã tiến hành rất là nhanh chóng với những cái mục tiêu rất rõ rệt, và nó đã đem lại những kết quả cực kỳ là to lớn, đưa đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến thẳng vào Sài Gòn và chiếm đóng ngay cái dinh độc lập, làm chủ tình hình Sài Gòn, làm chủ tình hình miền Nam. Xin ngài miêu tả ở không khí chính trị và cuối của tổng tiến công, mối quan tâm đặc biệt, quá trình đưa ra những quyết định quan trọng. Xin ngài nói về phản ứng của ngài khi có khi thắng lợi. Tất nhiên đây là sự vui mừng rất là to lớn, sự vui mừng không thể diễn tả được. Sự vui mừng sau biết bao nhiêu năm chiến đấu gian khổ và anh liệt, sự vui mừng cả một dân tộc mà cùng dân tộc Việt Nam. Đây là sự vui mừng của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý, những người bạn của chúng tôi trên khắp thế giới. Thì chúng tôi đến giờ phút này nhìn lại toàn bộ cuộc kháng chiến, chúng tôi thấy rõ thắng lợi cuối cùng nhất định phải thuộc về chúng tôi, không có cách nào khác. Từ đầu chúng tôi nghĩ như vậy, và đến ngày thắng lợi chúng tôi thấy đúng, chúng tôi nghĩ như vậy là đúng. Và trong quá trình chiến đấu chúng tôi đã làm tất cả cái gì có thể làm được để có cái thắng lợi của ngày hôm nay. Chúng tôi cũng biết rõ là cái thù của chúng tôi đã dùng trăm phương nghìn kế để cố giành thắng lợi. Chúng nó đã leo thang chiến tranh
và chúng nó phải leo thang là bởi chúng nó thất bại, và leo càng cao thì thất bại càng nặng, cho đến thất bại cuối cùng chúng nó ném vào cuộc chiến tranh biết bao nhiêu là phương tiện, là vũ khí, là đạn dược, là các phương tiện chiến tranh khác, và tính ra tiền thì biết bao nhiêu. Chúng nó đưa vào miền Nam chúng tôi hơn nửa triệu quân với những vũ trang rất là hiện đại. Chúng nó dùng gần 8 triệu tấn bom để đánh phá chủ yếu là miền Bắc. Chúng nó còn dùng những chất gọi là làm trôi lá, nhưng thật sự là chất độc. Chúng nào đó đã lôi kéo vào cuộc chiến tranh những nước đồng minh, những bè bạn, những tôi tớ của chúng nó, và chúng nó không từ chối một cố gắng nào để mà dùng cái đám này ủng hộ chúng nó, giúp đỡ chúng nó trong cuộc chiến tranh. Nhưng tất cả những thủ đoạn này đều không đem lại hiệu quả, và cuộc chiến tranh đã diễn ra trên ba mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao. Và trên ba mặt trận chúng nó đều thất bại, cho nên là cái thắng lợi của chúng tôi là một cái thắng lợi cực kỳ to lớn, và chúng tôi coi đó là một thắng lợi có nghĩa lịch sử và thời đại. Và ở đây chúng tôi giải quyết được, hoàn thành được những cái gì mà trong cuộc kháng chiến chống Pháp chúng tôi chưa làm được. Và như vậy đó, cuộc thắng lợi này là một cái thắng lợi toàn vẹn, triệt để. Cho nên là lúc thắng lợi chúng tôi nhớ đến những người bạn của chúng tôi, những người bạn, những người là nhân dân Pháp, là nhân dân tiến bộ Mỹ, những người đã ủng hộ chúng tôi chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa mà chính phủ của nước họ đã tiến hành. Và chúng tôi qua cái sự ủng hộ của những người bạn này là một sự cổ vũ, một sự tăng thêm sức mạnh của chúng tôi. Đồng thời tất nhiên chúng tôi cũng nhớ đến biết bao nhiêu bè bạn khắp nơi trên thế giới đã từng ủng hộ mạnh mẽ chúng tôi trong cả quá trình kháng chiến và góp phần vào thắng lợi của ngày nay. What were the expectations after the First War period and the reality of the First War period? Xin ngài nói cho về những hy vọng và thực tế của thời kỳ sau chiến tranh. Sau chiến tranh thì chúng tôi đứng trước nhiều việc, và cái tình hình đã diễn ra từ khi sau chiến tranh cho đến bây giờ chỉ có mấy năm thôi, nhưng mà chúng tôi đã làm được những cái việc cực kỳ quan trọng, và nó chứng tỏ cái khí thế mạnh mẽ của đất nước chúng tôi. Và tôi có thể nói với các bạn rằng trong lịch sử của mình không có lúc nào đất nước chúng tôi và dân tộc Việt Nam chúng tôi vững vàng và mạnh mẽ như ngày nay. Tất nhiên chúng tôi còn nhiều việc, chủ yếu hiện nay đó chúng tôi phải đồng thời xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mình. Thì đây là những nhiệm vụ có những khó khăn rất lớn, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ này. Summary of the lessons of the Vietnam War, and a retrospective view
possible missed opportunities for bringing peace sooner. Xin Ngài tóm tắt những bài học chiến tranh Việt Nam. Như là quá khứ, Ngài có thấy đã bỏ lỡ cơ hội nào để có hòa bình sớm hơn hay không? Đây là một câu hỏi rất lớn. Và phải cần cả một cuốn sách để mà nói hết những cái bài học, những điều người ta có thể suy nghĩ về cuộc chiến tranh. Nhưng ở đây tôi chỉ cần nói vắn tắt một đôi điều. Trước hết là phải nói rằng cái cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh xâm lược từ phía Mỹ, từ phía Pháp. Mà chúng tôi dứt khoát phải làm cuộc chiến đấu, cuộc kháng chiến chống xâm lược cho đến thắng lợi cuối cùng. Và chúng tôi đã giành được thắng lợi cuối cùng. Và đó là cái điều tất yếu, không thể khác được. Và trong lịch sử của Việt Nam, mãi mãi là như vậy. Trước đây là như vậy. Ngày mai, ngày kia, nếu việc này xảy ra, cũng sẽ như vậy. Thì đó là một cái điều chúng tôi khẳng định. Nhưng nói như vậy, chúng tôi phải nói các bạn là dân tộc Việt Nam muốn hòa bình. Bản chất chúng tôi, bản chất của người Việt Nam là muốn hòa bình, muốn hữu nghị với tất cả các nước, các dân tộc trên thế giới. Những cái chủ nghĩa phân biệt chủng tộc bài ngoại rất xa lạ với con người Việt Nam chúng tôi. Các bạn có thể xem lịch sử chúng tôi, các bạn có thể xem cái hoạt động của nhân dân Việt Nam, cái thái độ chính trị của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không có những cái tính tình không tốt đẹp này. Và chúng tôi cần hòa bình. Chúng tôi cần hòa bình để xây dựng lại đất nước. Chúng tôi cần hòa bình để phát triển kinh tế và văn hóa. Chúng tôi cần hòa bình để cải thiện đời sống của nhân dân. Hơn ai hết, chúng tôi biết giá trị của hòa bình. Và hơn ai hết, chúng tôi cần hòa bình để làm những việc chúng tôi vừa nói. Còn về câu hỏi của bạn, chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội nào, có bỏ lỡ cơ hội nào không? Thì tôi phải nói rằng là về phần chúng tôi đã làm hết cái gì có thể làm để có hòa bình sớm chừng nào tốt chừng nấy. Với người Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúng tôi đã làm hết sức, không thể làm hơn được. Nhưng như tôi đã nói, người Pháp muốn cái gì? Muốn khôi phục lại chủ nghĩa thực dân của họ ở đất nước chúng tôi. Còn đối với Mỹ thì phải nói lại là Mỹ ủng hộ Pháp trong cả cuộc kháng chiến, trong cả cuộc chiến tranh thực dân của Pháp ở Việt Nam. Và Mỹ không muốn có hội nghị Geneva, Mỹ không ký vào hiệp định Geneva. Trái lại, Mỹ thay Pháp ở miền Nam để tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược bằng Ngô Đình Diệm, bằng các bọn tay sai khác. Rồi đến cái lúc Mỹ trực tiếp tham gia và tham gia ào ào vào cuộc chiến tranh. Thì mặc dù như vậy, chúng tôi đã cố gắng hết sức có những cái đàm phán với Mỹ cho đến cuộc đàm phán tại Hội nghị Paris. Và chỉ sau khi Nixon thất bại hoàn toàn trong việc ném bom bằng B-52 ở Hà Nội và nhiều nơi khác, thì lúc bây giờ mới ký được cái Hiệp định Paris vào năm 1973. Thì nói như vậy để các bạn thấy là chúng tôi muốn hòa bình đến mức nào. Còn bây giờ phải nói thêm là sau chiến thắng mùa xuân, chúng tôi
có cuộc chiến tranh mới. Thì ở đây cũng phải nói là chúng tôi muốn hòa bình đến mức nào. Ở Campuchia, bọn Pol Pot, tay sai của Bắc Kinh đã xâm lược biên giới Tây Nam đất nước chúng tôi và gây trên lãnh thổ chúng tôi những tội ác không thể nào dung thứ được. Mặc dù như vậy, chúng tôi vẫn kiên trì đề ra đàm phán với họ để có cái quan hệ bình thường giữa hai nước. Nhưng mà chúng cho rằng đây là dấu hiệu của sự yếu đuối, cho nên là chúng nó càng đẩy mạnh cuộc chiến tranh, bắt buộc chúng tôi phải đánh lại, và đánh lại đến cái mức bảo vệ cho được an ninh của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam. Thì thì những cái điều này là rất rõ rệt, cho nên là chúng tôi hiện nay một mặt phải tập trung mọi lực lượng để xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời chúng tôi phải cảnh giác, phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để mà bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình. Và tôi sẽ nói thêm là hòa bình không thể chia cắt được, cho nên là chúng tôi cố gắng làm sao góp phần vào việc giữ gìn hòa bình ở cả khu vực này. Và đó là cái mục tiêu, cái phương hướng của cuộc hoạt động ngoại giao của chúng tôi hiện nay cũng như trong thời gian qua, mà chắc là các bạn đều biết rõ. Tóm lại, dân tộc Việt Nam chúng tôi trong thời đại ngày nay có quyết tâm rất lớn để làm hết sức mình nhằm bảo vệ độc lập tự do và xây dựng và thực hiện cái lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần tích cực của mình vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ở khu vực này và trên thế giới. Xin cảm ơn các bạn. Nous avons fini, heureusement.